ta. Ủa con cá kìa. Cuối cùng thì cũng tới rồi. Ui dính quá. Ôi nãy giờ rất rất lã quá. Dạ hôm xưa xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì giờ này cũng tối rồi. Thì hôm nay là Thu Xuân đi thăm lưới. Tại vì Thu Xuân có đặt hồi chiều á, nhưng mà mình sợ nếu có dính cá thì mình để tới sáng thì nó sẽ bị sình á, cho nên là Thu Xuân đi thăm xong rồi Thu Xuân để lưới ở đây luôn. Thì sáng mai Thu Xuân xuống thăm một cái nữa. Thì bây giờ Thu Xuân mời ông bà cô chú anh chị bạn đi thăm lưới cùng Thu Xuân nha. Ôi. Dạ đi, dạ lưới anh đi. Dạ bình thường á. Ừ đúng. Dạ. Ôi trời, mới mưa luôn á. Thì này còn chết nữa kìa. Ôi ghê trời. Ôi dính gì vậy. Ôi. Nó bình. Không rồi, chưa biết. Chưa biết. Lưới cũng dài lắm luôn á, mà không biết có hay không nữa. Mình phải đi thăm thử. Ôi. Thấy xù rồi nè. Thấy xù rồi đó. Thấy không có rồi đó. Dính cái gì á, tôi ngắt rồi. Rồi. Dính gì ngắt rồi. Cái cây á, gịch cho lên luôn. Gịch sức chưa? Ôi, cứng lắm. Gịch đi, lên. Lên đó. Ôi, mỏi tay quá. Mỏi tay quá. Tại vì cái lưới nó dính cái gì ở dưới, xong rồi nó nặng. Mình phải nó xúc lên rồi. Ừ, sao mình thấy nãy giờ mình cuốn nãy giờ cũng xa lắm mà mình không thấy không có. Quẩn à. Vũ vũ cho ra gác xin. Ôi ôi. Trời ơi, đúng như một lỗ. Nó gịch đi. Không được rồi. Cứng dữ lắm luôn á. Để mình tắt, để mình coi, kêu comment xuống coi thử thôi. Thì mình cũng đã lấy được cái lưới ra rồi. Tại nó dính cây ở dưới. Không lẽ nào hôm nay không có nè. Mình còn sợ có cá nữa. Có cá rồi nó dính rồi. Nó dính để tới ngày mai nó xình. Ai về đâu. Không có luôn. Không có luôn nè. Mỏi tay quá à. Kỳ vậy ta. Úp gì dính được một con cá chứ nãy giờ là xa dữ lắm luôn rồi đó. Cái
cái lưới này nó dài lắm. Mà nãy giờ không thấy con nào hết trơn nè. Thấy được, nãy giờ thấy được hai cục gạch rồi đó. Dính được hai cục gạch rồi. Mình để đây luôn, sáng mình xuống mình thăm tiếp. Đóng quá lắm. Dăng lưới mà dính cây sợ luôn. Tại nó dính cái cây vô nè, rồi lưới của mình nó bị rách á. Biết cái lưới của mình chà bá luôn. Cái này mới mua cái lưới khác á. Chứ cái lưới đợt trước mình đi dăng bây giờ cái lỗ nào lỗ nấy, như cái hao vậy đó. Còn cố nội không ra luôn à. Cài đi. Cứng quá, gỡ không lên rồi. Vừa hết mưa xong là mình xuống mình thăm. Chứ mà mưa chắc mình cũng để tới ngày mai luôn. Rồi nữa rồi, nữa rồi, nữa rồi. Gác lưới lên đùi. Dính cá hay nồi gì nữa? Không thấy cá, dính cây không. Dính được con cá cây. Tịnh nữa nhé. Sao mà nó dính vô hay ta. Trời ơi. Trời ơi. Tại sao mà? Mà để đi sáng gỡ luôn chứ giờ không có thấy cái đường lưới để gửi. Dính cái lưới của mình. Trời ơi, thằng đây nữa nè. Ôi ôi. Không có lưới luôn rồi. Không có ấy là được. Không dính cá mà dính lưới không. Đâu giờ nhiều bánh á, cho cho mấy bánh. Ôi ơi. Dục như không dục chứ. Mà hy vọng là sáng mai nó sẽ không dính vô cái lưới của mình nữa. Chứ nãy giờ không thấy cá mà thấy cây không. Thấy buồn rồi. Nhưng mà cá con kiến khó lấy lắm luôn á. Nó ăn cái gì nè. Được không? Con cá con kiến đầu tiên. Ây da, mũi nó chích. Ây da. Rồi, xong mũi chích nữa. Ôi nó còn sống nè. Trời ơi, có cá không được rồi. Ờ, ôi cá kiến nó mập ghê không. Cả ghê. Ôi, được một con cá đầu tiên. Đó.
ngoài kia. Có lưới gì, có cá rồi. Mình sợ mình đi không có con cá nào luôn á. Chỉ có cái lưới không á thì lúc đó buồn luôn. Toàn là dính cây không à. Nè cây nữa nè. Trời ơi. Chén chưa? Rồi. Sao lắm? Bơi lên đây nè. Lấy đâu? Mình lấy cái lưới rồi, mình phải bơi lại lần kia mới được. Bơi bằng tay vô nè. Hey. Hey. Mình vuột cái lưới xong rồi gớt vô lưới sẵn xong rồi mình phải bơi lại cái đầu đó mình lấy mới được. Thôi để mình bơi lại cái cây đằng kia xong rồi mình lấy lưới. Ây. Ây da mũi quá mũi. Hồi nãy camera của mình coi hết lưới rồi. Hồi nãy mình gớt ngay chỗ bên giữa. Xong rồi lỡ mình lỡ cái đầu kia lấy con còi. Thì ra ngoài đây thì cũng có luôn. Ây da mũi rồi. Kìa chưa. À, vô. Rồi vô cái đống này luôn rồi. Vô bò. Móc đầu lên đó, vô bộ dây đó. Cái này hồi xưa cũng bơi xuồng liêu liền lắm rồi. Vô bò. Ủa mũi ghê luôn á. Nãy giờ mọi chích đỏ tay luôn nè. Hột hột giống chưa luôn. Không biết sao dưới sông mũi dữ trời. Rồi. Chỉ mưa nữa rồi kìa. Chớp chớp có gió quá trời gió luôn. Rồi. Thành quả thì chỉ được một một con cá lưu kiến thôi. Với hồi nãy xuống bắt được con ốc bự nữa nè. Trời ơi buồn vậy chứ. Nửa đêm nửa hôm đi xuống thăm lưới sợ dính cá, sợ dính cá để tới ngày mai bị sình ai dè đâu xuống dính cây không chứ không dính cá thì được một con cá rô kiến à. Mà con cá rô kiến thì có con một thì cũng không biết làm cái gì hết trơn, mình cứ để đây luôn chứ bây giờ có con làm gì bây giờ, để ngày mai đi thăm coi có không nữa. Hy vọng là ngày mai có thiệt là nhiều. Ôi chuyển mưa tới rồi. Ban đêm ban hôm mà đi thăm cái này cũng cực thiệt. Nó khi đi quay YouTube thì nó cũng cực. Nó thì cả nhà coi thì nhớ ủng hộ mình, cho mình một lượt đăng ký, một lượt like với. Nhưng mà giờ mình đi lên, trời sắp chuyển mưa tới nữa rồi. Để nghe thích tiếp vô rồi, xíu một giây rồi. Thôi clip của Hồ Sương thăm lứa khép lại cả nhà. Hôm nay quá trời buồn luôn. Thì không có cá luôn. Hôm nay không có một con cá luôn. Con này có một con một thì sao mà ăn được. Bơi lên mới được gầm rồi, trời gầm quá trời gầm rồi. Thì cả nhà coi clip nhớ like và đăng ký cho Hồ Sương nghe nhiều clip hơn nha. Thì hẹn cả nhà clip sau. Cảm ơn cả nhà đã có hết clip nha. Xin chào.